Quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng bởi gió đông và gió đông nam liên tục dồn mây ẩm từ biển vào trong đất liền, miền Bắc trời hửng nắng nhưng nhiệt độ cũng giảm hơn. Các tỉnh thành khu vực ven biển ở phía đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội với nhiệt độ ngày từ 22 đến 25 độ. Với khu vực phía tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 đến 26 độ. Riêng khu Tây Bắc nhiệt độ từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Xuống khu vực miền Trung, trạng thái nhiều mây cũng xuất hiện trong đêm nay và sáng sớm ngày mai ở vùng ven biển các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế. Nhưng đến trưa chiều, toàn miền Trung đồng loạt có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế dao động ở mức từ 25 đến 28 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, phía Nam trời cũng có nắng sớm, không mưa, nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 32 độ, phía Nam trên 32 độ. Lưu xuống phía Nam là cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, về chiều tối chỉ có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều ngày trời cũng có nắng sớm với cường độ nắng mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Còn tại khu vực Nam Bộ với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.